Xin chào mọi người, mình giới thiệu cây guitar C320. Cây này ngoại hình cũng trên 90% à, nó chỉ còn bị một vài theo thời gian thôi. Chung coi đàn này, đằng sau này không có chút vết trầy, chung đàn cũng khá là đẹp, đàn khá là đẹp. Khá là ok. Bao đẹp luôn. Này nó có cái thùng của nó luôn nè. Đó, nói chung cây đàn khá là đẹp. Cây đàn này thị trường bán 3,5 triệu, thì chỗ mình bán ra là 3,2 triệu đây. Mà xin cảm ơn mọi người. Guitar Yamaha C30. Cây này là Yamaha. Nó có cái số của nó luôn. Này chính hãng hết.